Loài vật kỳ lạ có thể bạn chưa biết, thằn lằn gai quỷ hay còn gọi ngắn gọn là quỷ gai. Loài vật này được tìm thấy tại các khu vực phía nam đường xích đạo giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thằn lằn gai quỷ có điểm độc đáo, đó là một lớp gai lớn nhọn trên lưng giúp chúng có thể tự vệ khi cần thiết. Chính vì điểm độc đáo trên lưng nên có rất là nhiều người săn lùng. Loài thằn lằn gai quỷ có một hình dáng đặc biệt mà không một loài thằn lằn nào trên thế giới có được. Trên lưng loài thằn lằn này có một lớp gai dài nhô về nhiều hướng, đầu gai nhọn và sắc. Ngoài tác dụng bảo vệ, lớp gai trên lưng còn có tác dụng hấp thụ nước trong môi trường sống chung quanh chúng. Bởi dưới các lớp gai có các rãnh hút ẩm giúp chúng lấy nước từ xương thấm qua cơ thể khi trời có mưa. Loài vật này chủ yếu ăn kiến và chúng có thể ăn hàng ngàn con kiến mỗi ngày. Bạn có suy nghĩ gì về loài vật này? Comment ngay nhé.